em không hiểu lý do vì sao Phương luôn rất là dễ bỏ qua và rất là dễ cảm thông và dễ hiểu đối với chị Phương. Em đừng có đóng vai đáng thương nữa, chị cảm thấy rất là mệt mỏi luôn á. Chúng ta không cần thiết phải ép buộc, chim trong mọc đã lòi ra rồi. Em không hiểu lý do vì sao tất cả mọi thứ diễn ra, chị Phương luôn rất là dễ bỏ qua và rất là dễ cảm thông và dễ hiểu đối với chị Thu. Không phải đó là sự thiên vị, mà đó là một sự nhún nhường của một người đàn em với một người đàn chị. Khi mà tập này phát sóng lên, khán giả họ sẽ là cái người cảm nhận rõ nhất về cái thái độ của bọn em nói chuyện với cả hai chị nãy giờ. Nhưng mà thực sự bọn em cảm thấy rằng là nó rất là khó để mà mình có thể tìm được một cái tiếng nói chung ở đây nữa. Bọn em nói, bọn em giải thích hay là kể cả những cái lời xin lỗi của bọn em, thực sự nó cũng không biết cách nào nó làm hài lòng hai chị cả. Em đừng có đóng vai đáng thương nữa, chị cảm thấy rất là mệt mỏi luôn á. Cứ đóng vai cả bị hại mãi thôi. Cái thái độ sống của các bạn nó có sự chân thành. Chị ơi, chúng ta không cần thiết phải ép buộc người ta xin lỗi khi người ta không nhận thức được. Bởi vì quan niệm sống, mọi thứ nó khác nhau chị ạ. Em không còn muốn nói về bất cứ một cái gì liên quan đến các bạn ấy nữa. Và cuộc thi có gì để làm hết mình, hết sức thì công bằng, công tâm. Còn với cái chương trình truyền hình thực tế kiểu như này, kim trong mọc đã lòi ra rồi, chị còn sợ cái gì mà chị cứ phải để người ta cần phải nói. Với tư cách là một huấn luyện viên với một cái trách nhiệm như nhau, chị cũng mong muốn mình sẽ nhận được một cái sự tôn trọng gần bằng nhau, chứ không phải là những lời nói mạt sát nhau. Khi mà bước vào đây, chị chẳng cần cái lời xin lỗi đó để làm gì, nhưng mà chị muốn giải quyết cái câu chuyện để khi mà những cái quyết định mình ở trong những vòng loại, bất cứ thí sinh nào của đội nào cũng phải công tâm. Nhưng mà chị không ngờ là đẩy cái sự việc đi quá xa. Thay vì một cái thái độ chân thành, có lời xin lỗi chân thành là chấm dứt. Em xin đại diện team Hứa sẽ gửi một lời xin lỗi chân thành nhất đến chị Thư bằng một cách khác. Tại vì cái lời xin lỗi khi em nói ra, em mong muốn cái người nhận lời xin lỗi của em họ thật sự hiểu, chứ không phải là đơn thuần em nói ra một tiếng là em xin lỗi chị là xong. Em có thể diễn cái nét đó cũng được vậy, nhưng em không muốn điều đó. Em hứa là một cái dịp khác. Lần xin lỗi này có vẻ như nó không đủ đối với chị Thư, nhưng không có nghĩa là chị sẽ từ bỏ điều này. Vì chị vẫn nghĩ là chị Thư là một người đàn chị rất là dễ thương, và mình muốn giữ cái mối quan hệ này. Nếu không giải quyết thì chắc chắn Thư sẽ không nhìn mặt, vì cái thái độ đó Thư không chấp nhận được. Và bây giờ không cần phải giải thích nhiều nữa, xin mời. Sung sướng và hạnh phúc rất là đã khi nhìn thấy Hoàng Oanh trở về với gia đình của mình. Phương đã gửi niềm tin đúng nơi đúng chỗ, và chị Thư là người thực sự công tâm. Thái độ tốt đúng không? Nếu như mà em gửi một người khác, ví dụ như Tuấn Nam, kết quả nó sẽ khác. Điều này chứng tỏ là tốt hơn sẽ được giữ lại. Dạ đúng rồi. Chúc mừng đội em. Bây giờ tụi em phục hay không phục, tụi em vẫn phải chiến đấu tiếp thôi. Dạ vâng, em hoàn toàn tôn trọng quyết định của chị Thư. Thôi, mấy em đứng dậy đi. Chào chị Thư, chị Phương đi về. Em chào chị. Cảm ơn các em. Team của mình đã không có được chiến thắng sau 2 vòng thử thách. Và hai chị cũng đã đưa một cái đoạn đường rất là thoáng đối với các thí sinh của mình để đưa các bạn về nhà đến thử thách thứ 3. Nếu mà chúng ta không sốc lại tinh thần thì khả năng banh team của team Kỳ Duyên Minh Triệu rất là cao. Chị Phương thắng á thì đang về. Hôm nay chị Thư thắng thì học về. Chị nghĩ là mọi thứ nó cũng dần rõ ràng hơn rồi đó. Mấy đứa cần phải sốc lại tinh thần hơn. Chúng ta còn nhiều thử thách nữa để làm. Và các em hãy luôn nhớ với chị một điều rằng là lên sàn đấu, ban giám khảo họ vẫn sẽ chấm giữa 3 đội riêng với nhau. Tỉnh táo đầu óc lên. Chị chỉ cho phép mấy đứa xuất hiện với gương mặt ủ rũ như thế này lần cuối cùng. Lần sau gặp lại tại các thử thách, chị không muốn thấy những gương mặt ủ rũ như thế này nữa. Trong tập tiếp theo, một thử thách với hình thức hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện tại The Face Việt Nam, với sự góp mặt của thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam Elise. Chào mừng các bạn đến với thương hiệu thời trang Elise, thương hiệu đã có hơn một thập niên hình thành và phát triển ở Việt Nam. Với tập này, chúng tôi mang đến cho các bạn những trải nghiệm vô cùng thực tế và thú vị. Chúng ta chỉ có một lần duy nhất, không được phép có lầm lỗi gì trên sóng trực tiếp. Chào mừng tất cả các bạn đến với phiên live độc quyền ngày hôm nay ạ. Xin mời. Welcome, everybody come to Ellie too. Đây là cái app gì đấy? App này có cái gì hay thế? Đón xem tập tiếp theo của chương trình Gương mặt người mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20h30
Chủ nhật hàng tuần ngày 25 tháng 6 năm 2023 trên kênh VTV9 và hệ thống các kênh digital của Maxi Media GSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/thefacevietnamofficial. Bạn muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và định hình phong cách thời trang cá nhân phù hợp cho mình? Hãy liên hệ Học viện Xây dựng Hình ảnh Cá nhân Image Code ngay hôm nay thông qua số điện thoại 0988 515858. Bạn muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp? Bạn muốn sải bước trên sàn diễn thời trang mang đẳng cấp quốc tế? Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Hãy đăng ký ngay hôm nay thông qua hotline 0938 072 115. No, I gotta come back. Be your model. Slap, rap, rap. You know I gotta come back. Gotta come back.